Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại quận Thanh Khê trong sáng nay. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đó, điều động ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, thực hiện quy trình nhân sự hiệp y, giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, điều động ông Lê Tùng Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố đến nhận nhiệm vụ tại quận Thanh Khê, chỉ định vào Ban Thường vụ Quận ủy giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng hai đồng chí trên cương vị mới, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác, các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực và cố gắng hơn nữa để đáp lại sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, văn minh và giàu đẹp.